Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay chúng ta đến với phần 9 của bộ truyện Viên Nguyệt Loan Đao của tác giả Cổ Long. Chương 19 Tiểu Hương. Tiểu Hương khoảng 16, 17 tuổi. Tóc trải cột thành búi, nhan sắc tuy không đẹp nhưng không đến nỗi khó coi. Cô ta có tên Tiểu Hương vì trên mình cô ta thường tiết ra mùi thơm phương phức. Thân hình tuy mảnh khảnh nhưng đã coi giống một nữ nhân, có điều chưa phải nữ nhân thành thục. Cô ta quả thực là một nữ hài khả ái. Nhìn tướng mạo bề ngoài cũng như tính cách của cô ta khiến người có cảm giác rất mâu thuẫn. Cô ta là loại mỹ nhân mà nam nhân nhìn qua rất thích nhưng chỉ thích nắm tay, hoặc quá lắm chỉ ôm cô ta vào lòng, hôn hít bên má chứ không hề có ý lên giường với cô ta. Đinh Bằng rất thích Tiểu Hương, lúc không có Thanh Thanh bên mình, Tiểu Hương thường bầu bàn với chàng, bàn chuyện trời trăng, đánh cờ, ngâm thơ. Đinh Bằng cũng nắm tay cô ta, đôi khi còn bồng cô ta ngồi trên bắp vế, và còn ngửi hít mùi thơm từ cổ cô ta tiết ra. Nhưng Đinh Bằng không hề lên giường với cô ta. Tiểu Hương là một người bạn tốt để tiêu khiển, giải buồn, chớ không kích thích tình dục của nam nhân. Có thể vì mùi hương trên mình cô ta. Đây là một mùi thơm đặc biệt có từ khi mới sanh ra đời, không phải mùi thơm của loài hoa hay hương liệu nào tán phát. Đây là hương vị khiến người có cảm giác thanh khiết. Đinh Bằng chẳng phải vì học giả phu tử cũng chưa hề coi chuyện tình dục trai gái là phạm tội, trái lại, chàng còn cho rằng là chuyện rất thần thánh. Bởi vậy, khi nghĩ lại chuyện bị Tần Khả Tình hóa danh của Khả Tiếu lừa dối, chàng cảm thấy rất phẫn nộ, rất thương tâm, tự trách mình chỉ là một kẻ chỉ biết tình với dục. Sau khi gặp Thanh Thanh với tình yêu mới mẻ, chàng đã tỏ ra rất trung thực. Tạ Tiểu Ngọc dùng mọi thủ đoạn cám dỗ, chàng không đồng lòng. Cho nên, khi chàng bị chất mì độc trong bách hoa tửu tác động, chàng vẫn có thể cương quyết thoát khỏi sự cám dỗ thân sắc của Tạ Tiểu Ngọc. Vì vậy, chàng đành tốn tiền mua nữ nhân đến để giải quyết mì độc trong mình, và cũng dùng phương pháp này để thông báo rõ cho Thanh Thanh biết chàng rất cần đàn bà. Lúc chàng cùng với Tiểu Vân, chàng không chút lỗi thẹn, vì Thanh Thanh đã sắp đặt cho chàng. Vì vậy, lúc Tiểu Hương bò lên giường định mặc quần cho chàng, chàng bỗng cảm thấy kinh lạ, vội nói. Tiểu Hương, mì độc trong người ta đã giải trừ hết rồi. Tiểu Hương đỏ mặt, khẽ xô chàng một cái, nói. Ai thèm nói chuyện ấy với công tử gia, tiểu tỳ chỉ muốn công tử gia mặc quần áo, rồi ra ngoài một lát. Ra ngoài làm gì? Công tử gia không nhìn coi, đã quá trưa ngày thứ hai rồi, những nữ nhân được công tử gia trọng thưởng muốn ngỏ lời cảm ơn công tử gia chẳng thể ra ngoài như thế này được. Trao vàng cho họ, rồi kêu họ đi đi, còn lộn xộn gì nữa? Công tử gia không thể như thế được, họ cũng là người, cũng có sự tôn nghiêm của con người, công tử gia không thể đối xử như vậy được, hơn nữa, còn có một số người cự tuyệt không nhận tiền của công tử gia nữa. Đinh Bằng cảm thấy kỳ quái. Họ không muốn nhận, chẳng lẽ chế ít? Tiểu Hương cười. Không phải chế ít, 10 lạng vàng một đêm là giá quá cao rồi, đây là họ cảm kích công tử gia mời họ tới, rồi không yêu cầu họ làm gì, còn để cho họ vui cười, chè chén thỏa thích một đêm, nên họ cảm động, và nghĩ rằng, làm sao có thể lấy tiền của bạn bè được. Đinh Bằng. Mấy nữ nhân này quả thực có cốt khí. Tiểu Hương cười. Cũng có người nói, họ được Đinh công tử danh vang thiên hạ mời uống rượu chung là sự quang vinh cho họ, sau này, thân giá họ có thể được nâng cao tự nhiên cũng chẳng thể nhận thưởng của công tử. Đinh Bằng. Lời nói này tuy hiện thực số sàng một chút nhưng khả ái hơn lời của mấy người trước vì ít ra họ cũng nói thiệt. Tiểu Hương. Chẳng lẽ công tử gia cho rằng lời nói của mấy người trước không phải là lời nói có lương tâm? Gái điếm vô tình ta không tin họ có lương tâm tình nghĩa. Cách nhìn của công tử gia đối với nữ nhân rất thiên khích. Tuyệt không phải ta đối với nữ nhân đáng kính, tuyệt đối tôn kính, đối với nữ nhân đáng khinh ta tuyệt đối không khách sáo. Tiểu Hương cười, hỏi. Làm sao công tử gia biết họ vô tình vô nghĩa, và làm sao biết họ không thực tình cảm kích? Chuyện này rất dễ chứng minh, bên ngoài còn mấy người. Đại khái khoảng 10 người,
Họ khăng khăng muốn gặp công tử gia để giá biệt rồi mới chịu ra về. Đinh Bằng cười. Xem ra ta phải gặp họ mới được. Tiểu Hương nói. Đúng, bất kể chân tình cũng được, giả nghĩa cũng được, công tử gia nên ra ngoài một lát. Quả nhiên tàn tiệc chưa dọn, khoảng 10 cô gái còn ngồi đợi, trong số có cả hai cô tên Hồng Hồng và Tiên Tiên đêm trước. Đinh Bằng cười hì hì nói. Xin lỗi, để các vị chờ đợi. Sau mấy lời chào hỏi thỏ thẻ vẫn an, Hồng Hồng nói. Đinh công tử chớ nói vậy, thình tình khoảng đãi, chúng tôi không biết nói sao cho vừa sự cảm kích. Các vị chớ khách sáo, đáng lý ta cùng các vị vui chơi một đêm mới phải, nhưng vì Triết Kinh, vợ, đã tới, nên ta bận trò chuyện với nàng nên thất lễ với quý vị, mong quý vị thông cảm. Tiên Tiên nói. Công tử quá lời, làm chúng tôi rất e ngại, trước kia chúng tôi cũng thường được khách mời hầu rượu, nhưng chỉ đứng hầu một bên, đôi khi có vị mời ngồi chung vui, nhưng vì thân phận, chúng tôi chỉ dám cầm đũa lấy lệ, chớ không giống đêm qua, được thực tình ăn uống thỏa thích. Hồng Hồng tiếp. Cho nên, chúng tôi không thể bái lãnh trọng thưởng của công tử, xin công tử hãy thu hồi. Đinh Bằng nói. Như vậy sao được, ta đã làm mất thời gian quý báu của quý vị là lỗi lắm rồi, nếu như các vị không nhận tiền, khiến ta rất hổ thẹn với bạn bè. Tiên Tiên. Công tử đã đối đãi với chúng tôi như bạn bè, khiến chúng tôi vô cùng hân hạnh, sao có thể thu nhận ban thưởng của công tử nữa? Đinh Bằng cười nói. Đã là bạn bè, các vị phải có trách nhiệm chia sẻ sự thống khổ với bằng hữu, chẳng hay quý vị có chịu chia sẻ phần thống khổ của ta không? Tiên Tiên hỏi. Công tử khéo nói chơi, chúng tôi làm gì có đủ tư cách phân ưu cùng công tử? Hồng Hồng tiếp lời. Cũng chưa hẳn, chúng ta có thể làm được gì, nhất định công tử đã rõ, nếu cần công tử chỉ nói một tiếng, chúng tôi dù tan xương nát thịt cũng không từ. Đinh Bằng cười ngất. Hai, hai, tròn vẹn giao tình, các vị biết sự thống khổ lớn nhất của ta là gì không? Đó là ta có quá nhiều vàng, không biết làm sao để tiêu cho hết, nếu các vị đã là bạn bè của ta, nên giúp ta tiêu đỡ một chút, vì vậy các vị đừng có chối từ nữa, bằng không chẳng còn tròn tình bằng hữu nữa. Mọi cô gái đều sợ sững, không ngờ Đinh Bằng lại nói ra những lời như thế, Đinh Bằng lại nói tiếp. Và lại, các vị còn ở lại đây cho tới giờ chưa đi, đủ tỏ giao tình đậm đà hơn mấy người khác, vì vậy, các vị cần phải tăng bội trách nhiệm gánh vác thống khổ cho ta mới phải. Tiểu Hương, thêm cho mỗi vị cô nương này 10 lượng vàng nữa, và cho người ơi đưa tới hương khuê của các vị ấy. Mấy nữ lang trước thì giật mình, kế thì hết sức mừng rỡ, rối rít cảm tạ không ngớt. Hồng Hồng còn cười nói. Nếu biết có loại thống khổ như thế này, chúng tôi phải chia sẻ trách nhiệm thêm một chút nữa mới phải. Đinh Bằng cười. Ta là người rất trọng tình cảm, đã yêu cầu các vị gánh thêm một phần trách nhiệm, cảm thấy hổ thẹn rồi, nên tuyệt đối không bắt các vị gánh thêm nữa. Hồng Hồng cười cười. Tôi chỉ nói đùa thôi, trên đời làm gì có loại thống khổ này, và cũng chẳng bao giờ có phương pháp gánh đỡ như thế này, xin thành thực cảm tạ công tử. Đinh Bằng nói. Hồng Hồng cô nương, ta hy vọng được nghe các vị nói một câu chân tâm, có phải thực các vị không muốn nhận tiền thưởng của ta không? Hồng Hồng nghĩ một lát rồi trả lời. Là giả thôi, đêm qua tuy có 50 cô nương tới, nhưng đại đa số là người thường, riêng có một số chị em chúng tôi đây mới thật sự là thân phận kỹ nữ. Đinh Bằng hỏi. Thế là sao? Hồng Hồng cười nói. Chúng tôi muốn biểu hiện cao minh hơn bọn họ một chút, nếu chỉ nhận 10 lạng vàng tuy là lớn, nhưng không biểu lộ rõ rệt được thân phận đặc thù của chúng tôi, dù sao chúng tôi cũng cần được thưởng hơn họ một chút mới có thể diện chứ. Vì vậy các vị mới dùng thủ đoạn, muốn tiến thoái trước. Hồng Hồng. Công tử rộng lượng như vậy, chắc không tiếc gì mấy lạng vàng. Đinh Bằng. Cao minh, cao minh. Giả như ta ngu muội coi lời các vị là thật tình, chắc các vị tổn thất lớn phải không? Hồng Hồng cười đáp. Chúng tôi rất mong muốn được thế, nếu công tử thật tình coi chúng tôi là bằng hữu, chúng tôi còn thu hoạch lớn hơn nữa. Ô, xin thỉnh giáo ý kiến các vị. Hồng Hồng nói.
Thứ nhất, chúng tôi có thể danh chánh ngôn thuận nói, chúng tôi là bàn đinh công tử, đại hiệp đệ nhất, nổi tiếng thiên hạ, khách đến chiếu cố chúng tôi, nhất định sẽ đông gấp bội, thậm chí, chúng tôi có thể nâng cao thân giá gấp bội, môn đình đông đảo như chợ, đó là thu hoạch như nguồn thác nước không ngừng. Bồi phục, còn thu hoạch khác nữa không? Có, nếu đinh công tử coi chúng tôi là bạn hữu thì khi chúng tôi gặp khó khăn, đến cầu giúp đỡ, dù gấp 5, gấp 10, chắc công tử cũng không hẹp hòi chối từ giúp đỡ. Đúng vậy, chỉ cần dùng tiền để giúp đỡ bạn bè, đối với ta, là chuyện rất dễ dàng, hồng hồng, tiên tiên, ta thực kính phục hai nàng, hành sự chuyên nghiệp có khác người thường. Hồng hồng cười. Đinh công tử cũng chẳng đơn giản, chỉ tốn thêm 10 lạng vàng đã đuổi được chúng tôi đi. Dù sao, chúng tôi ít nhiều cũng có thu hoạch, xin cảm tạ công tử. Chúng tôi cũng chẳng dám nói câu khách sáo, xin hẹn gặp lại, chúng tôi biết chuyện như thế này, chẳng bao giờ có lần thứ hai. Họ vui mừng kéo đi. Đinh Bằng than một hơi, rồi mới hỏi Tiểu Hương. Hiện tại ngươi có còn cho rằng họ có tình, có nghĩa không? Tiểu Hương lặng thinh một hồi mới cười. Gái điếm vẫn là gái điếm. Đinh Bằng cười. Ngươi nói câu này, cùng với cái nhìn sai lầm đối với họ trước, và đã tin lời họ thực ra chẳng có gì lạ, vì ngươi không phải là gái điếm. Gái điếm vô tình cố nhiên không sai, nhưng gái điếm vẫn là người, mà đã là người thì không thể vô tình. Tiểu Hương thắc mắc. Nói gái điếm vô tình là công tử, là hữu tình cũng là công tử khiến tiểu tỷ hồ đồ quá. Đinh Bằng cười. Gái điếm chẳng phải vô tình sao có thể đêm đêm hưởng giấc xuân nồng điên đảo chúng sinh, họ quá đa tình. Đa tình rồi sao? Tình đáo nồng thời tình truyền bạc, đa tình càng tỏ lộ vô tình. Nếu thế, họ chẳng có chút chân tình gì sao? Không, tuy họ đa tình, bạc tình, nhưng chẳng phải không có chân tình, mà vì họ đã nghe nhiều lời nói khôn khéo của nam nhân đối với họ, và họ cũng đã nhiều lần dùng tình hư ý giả để ứng phó, rồi giấu kín chân tình tận đáy lòng không để dễ dàng phát huy mà thôi. Nhưng một sớm, họ đồng chân tình với một người nào đó, họ sẽ bất kể sống chết, không từ một hy sinh nào, cho nên có khá nhiều cổ sự là cảm động lòng người đều phát sinh từ ký viện. Tiểu Hương cười. Hình như công tử hiểu rất rành về kỹ nữ. Đinh Bằng cũng cười. Không phải rất rành, chẳng qua cứ theo tình hình đêm qua, mà ta được biết 10 lạng vàng cũng chẳng mua được chân tình của họ mà thôi. Ít ra công tử cũng rất thường tiếp xúc với họ. Đinh Bằng lắc đầu lia lịa. Nói ra có thể ngươi cũng không tin, đêm qua là lần đầu ta gọi kỹ nữ đến hầu rượu. Suốt đời ta tới giờ cũng chưa từng một lần vào ký viện, vì vậy ta mới phải tung tiền rộng rãi trong khách sạn, nhờ người khác thay ta gọi họ đến, nếu ta tự mình kiếm lấy, rất có thể, sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo gây trò cười, mà ngoài khách sạn còn có nhiều người còn coi ta làm trò cười nữa. Tiểu Hương cười. Ngoài khách sạn không còn ai nữa. Đinh Bằng giật mình hỏi. Không còn ai. Cái đám sâu bọ đáng ghét theo sau ta đều đi hết rồi hả? Phải, lúc tiểu thư và tiểu vân vào phòng công tử tiểu tỷ đợi bên ngoài, đến nửa đêm họ đều bỏ chạy, chạy không còn một mống. Đinh Bằng lộ vẻ rất kinh hãi, chàng không thích có người theo, nhưng đột nhiên nghe những người đó, bỗng không bỏ chạy hết, chàng cảm thấy bất an. Chuyện xảy ra đột nhiên, luôn khiến người kinh hãi. Chuyện không rõ, luôn khiến người bất an. Sao 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 sao? Người đi đâu hết? Đinh Bằng hỏi A Cổ, chẳng khác tự hỏi, vì A Cổ dù có biết cũng không thể hồi đáp. Hắn không nói được, A Cổ chỉ lắc đầu lia lịa, chứng tỏ hắn quả thực không rõ. Người đi đâu hết? Sao 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 sao? Đinh Bằng ngồi trong xe hỏi Tiểu Hương cũng lắc đầu. Tiểu tỳ không rõ, chỉ nhìn thấy họ từng người chạy hốt hoảng, hình như phát sinh một chuyện lớn lao, nhưng lúc đó tiểu tỳ phải canh chừng khách sạn nên không có cách nào đi theo để dò xét thực hư. Đinh Bằng lắc đầu nói. Ta không hỏi vấn đề đó, ta hỏi Thanh Thanh và Tiểu Vân. Họ cũng đi rồi. Ta biết họ đi rồi, nhưng ta muốn biết họ đi đâu, làm gì. Tiểu tỳ không rõ, lúc gần sáng tiểu thư gọi tiểu tỳ vào căn dặn ở nhà coi chừng hầu hạ công tử, rồi tiểu thư dẫn Tiểu Vân đi.
Không nói đi đâu cũng không nói làm gì hả? Không, tiểu tỳ không nên hỏi và cũng không dám hỏi. Ta là trượng phu của nàng, ít ra đi đâu cũng phải cho ta hay một tiếng. Tiểu Hương cười. Tiểu thư khác, không phải người mà là hồ. Hồ thì sao? Hồ có sinh hoạt của hồ, không thuộc thế giới này, nơi sinh hoạt của hồ tại Thâm Sơn Đại Trạch trong hoang giao cổ tự, nơi ít chân người đến. Thế tại sao đêm qua nàng lại đến nơi náo thị này? Chỉ tình cơ thoáng hiện trốn nhân gian mà thôi, nếu ở lâu, sẽ hủy hoại đạo cơ. Nhưng nàng lại dám để ngươi ở lại để hầu hạ ta. Tiểu Hương đỏ mặt nói. Tiểu tỳ không phải hồ, là người trong cõi hồng trần thường tục nên không hề gì. Đinh Bằng cười ngất. Chẳng trách ta không mò thấy cái đuôi phía sau của ngươi. Tiểu Hương càng thêm đỏ mặt, khẽ hỏi. Thế công tử có mò thấy đuôi của tiểu thư và tiểu vân không? Đinh Bằng chớp mắt nói. Cái này ta cũng chưa phát hiện qua. Tiểu Hương cười. Hồ nếu để ló đuôi ra thì không đủ tư cách trà trộn đến nhân gian, và cũng không thành là hồ nữa. Đinh Bằng lại cười ngất. Nói vậy, ngươi là người hay là hồ ta cũng khó phân biệt. Sao? Tiểu Hương không phải là hồ, vì nàng chẳng có hồ ý chút nào. Hồ biến hóa đa đoan thần thông quảng đại, Tiểu Hương rất bình thường, chỉ biết một chút võ công, không biết pháp thuật. Hồ cần có bạn lữ, bất kể thiên hồ, linh hồ, giá hồ, cả ba cảnh giới hồ này, đều nhu cầu bạn lữ. Thiên hồ cầu tiên lữ, đồng tham cộng tu. Linh hồ cầu ái lữ, cộng đồng sinh hoạt. Giả hồ không cần chọn lựa, không từ ai đến, vì giả hồ cầu nghiệt lữ, hưởng thụ tình dục, thái bổ tinh khí. Tiểu Hương, chẳng phải bất cứ loại nào, chỉ là một thị nữ, làm hết bổn phần thị nữ của nàng, hầu hạ Đinh Bằng, ngủ nghê, ăn uống, cội đầu tắm rửa, làm đủ tất cả mọi chuyện ngoài trừ lên giường với Đinh Bằng. Thân thể Tiểu Hương rất thơm, da rẻ rất trắng, là một nữ hài phi thường khả ai, nhưng nàng không thích bị người yêu nàng như một nữ nhân. Sao? Đinh Bằng có thể kề vai Tiểu Hương, cùng ngồi trên xe thưởng thức phong cảnh ngoài xong, hít ngửi làn u hương trong mình nàng thoát ra. Cũng có thể nắm bàn tay mềm mại nựng ni, cặp má, nói vài câu bỡn cợt khiến nàng đỏ ửng mặt như đóa hoa sơn trà. Nữ hài này nhu thuần như con mèo nhỏ, thuần khiết như đứa trẻ nít, khiến người thích tiếp xúc với nàng, nhưng lại không nhẫn tâm tiến thêm một bước toàn truyền chiếm hữu nàng. Đinh Bằng không rõ khi tiến thêm một bước yêu cầu nàng làm chuyện đó, phải chăng sẽ bị nàng kháng cự, vì khi thân thể hai người dựa sát nhau, nàng lộ vẻ hãi sợ, hình như có chút phòng bị. Có điều, Đinh Bằng chưa hề đưa ra yêu cầu này, cũng chưa biểu lộ ám thị gì, vì chàng chẳng phải người coi trọng sắc dục. Luyến ái quan bản thân chàng kèm theo chút ảo mộng, xu hướng về tâm linh. Bởi vì nữ nhân chàng tiếp xúc lần thứ nhất là mẫu người nhục dục kia. Chàng rất thương tâm, nên chàng rất khinh bỉ những nữ nhân dễ hiến thân cho nam nhân. Chàng tuy chẳng phải thánh nhân, nhưng chàng coi ái tình là thần thánh, bởi vậy, Tà Tiểu Ngọc thi triển mị lực với chàng, bị chàng giáng cho trận đòn dữ dội. Ở cùng một chỗ với nữ hài như Tiểu Hương là một sinh hoạt chàng rất thích thú. Chàng không có mục đích cần thiết, không có chuyện gấp tuấn mã hương xa từ từ rong ruổi, thỏa thích du lãm mọi danh lam thắng cảnh. Đinh Bằng là người rất thông minh, chưa đọc qua nhiều sách vở, lúc thiếu niên ảo tưởng muốn võ công hơn người nên dồn hết thời gian để luyện kiếm. Nếu không gặp phải Liễu Nhược Tùng, chàng cũng có thể trở thành kiếm khách trẻ tuổi, có chút tiếng tăm, mà cũng chẳng là Đinh Bằng ngày nay. Vì vậy, hành trình của chàng là quy trình, chàng nghĩ tới chuyện trở về Vạn Tùng Sơn Trang, nơi tiếp thu được từ Liễu Nhược Tùng cùng một trang viên kiến trúc nguy nga đối diện nhằm để đả kích Liễu Nhược Tùng. Đó chẳng phải nhà cũ của chàng, nhưng là nhà chàng, huống chi, trong nhà còn có Thanh Thanh, vợ chàng mong đợi. Thanh Thanh tuy không cho chàng hay đi đâu, nhưng nhất định là nàng sẽ trở về nhà. Sao? Xe họ đã sắp về tới gần. A Cổ ngồi phía trước dòng xe, Tiểu Hương ngồi cạnh chàng, tỏa làn u hương mê người của nàng. Một điểm duy nhất khác trước là phía sau, không còn có người giang hồ hiếu sự theo sau.
Và lại, mấy hôm nay, Đinh Bằng cảm thấy có sự kỳ quái, dọc đường đều quá lặng lẽ. Trong khu chợ náo nhiệt tự nhiên khó tránh khỏi đông người ơi, nhưng hầu như mọi người đều cố ý tránh xa cỗ xe của chàng. Khi chàng vào một khách sạn, người trong khách sạn đều run rẩy tiếp đãi chàng, đến ngày hôm sau, lúc chàng rời khách sạn, mới phát hiện chỉ còn lại vỏn vẹn bọn chàng ba người mà thôi, còn những người khác đều lẳng lặng ra khỏi. Chàng vào một tửu lầu, vốn là một tửu lầu ồn ào náo nhiệt, bỗng trở nên im lặng như tờ, đến khi chàng ra cũng phát hiện chỉ còn lại một bàn của bọn chàng. Trên đài lộ, không ai dám nhìn chàng một cái, nên xe chàng thẳng đường rong ruổi, không sợ cán người, vì trên đường không có người qua lại. Tình trạng giống như trên mình chàng có mang theo một chứng ôn dịch nguy hiểm nào đó. Đinh Bằng rất kỳ quái, chỉ biết hỏi Tiểu Hương cười nói. Công tử là danh nhân, cao thủ đệ nhất thiên hạ, đương nhiên không ai dám mạo phạm. Chẳng lẽ mỗi vị cao nhân đệ nhất hùng cứ đều là như vậy sao? Đại khái là như vậy, Tạ Hiểu Phong đã từng gặp tình trạng như thế này, nên ông ta mới có một thời gian buông kiếm, không màng danh vị tam thiếu gia, nương mình làm ma phu trong một khách sạn nhỏ. Nhưng Tạ Hiểu Phong không giống tình trạng ta bây giờ. Đúng vậy, công tử may mắn hơn ông ta, cũng thần khí hơn, thần kiếm ông ta vô địch, nhưng còn có rất nhiều cửu gia, rất nhiều người không phục khí, muốn kiếm ông ta so kiếm, muốn giết ông ta không có bạn bè, chỉ có một đống kẻ thù, vì vậy, ông ta không có lúc nào nhàn nhã, rảnh tay, phải tiếp tục lo đối phó với kẻ hại ngầm tập kích. Ta cũng không ít kẻ thù. Tiểu Hương cười. Nhưng thần đao của công tử còn ghê gớm hơn thần kiếm của Tạ Hiểu Phong trước kia, nên kẻ thù của công tử không dám tìm đến để trả thù. Ta vẫn thấy không đơn giản như thế. Đây là một đài âm mưu gì đang tiến hành, để chuẩn bị đối phó công tử và đây là sự bình tĩnh trước cơn bão tố sắp tới. Điều này không sai mấy, ta hy vọng họ tới sớm, tránh bị phiền muộn khó chịu. Nhưng kẻ thù của công tử là ai, không rõ, kẻ thù núp trong bóng tối rất đáng sợ. Nàng chợt ngậm miệng không nói tiếp vì nàng thấy Đinh Bằng hơi cau mày, và đưa tay bịt mũi. Chỉ có người thấy mùi hôi thối người ta mới đưa tay bịt mũi. Tiểu Hương trời xanh có gì hương, tự nhiên hơi thối không thể phát ra từ trên người nàng. Hơi thối từ ven rừng bốc ra. Đinh Bằng kêu A Cổ ngừng xe, chàng bước vào khu rừng coi, liền phát hiện nguyên nhân của mùi xú uế tử thi. Xú khí của tử thi là mùi rất khó ngửi trong thiên hạ, không ai thích ngửi mùi thối bốc ra từ tử thi thối giữa. Đó là một loài hơi thối mang đầy ý vị chết chóc và xú ác. Chỉ có hai loài động vật không sợ mùi xú uế này, đó là ruồi nhặng và dòi bỏ. Nghe nói tại vùng đài mà có một loài thốc ưng chuyên ăn thịt thúi tử thi cũng không sợ mùi thúi này mà còn đặc biệt thích thú nữa, từ xa chúng có thể ngửi được mùi này để tìm đến. Nhưng đây là vùng Giang Nam, không có loài chim ưng ăn thịt người chết này, mà chỉ có từng bầy đông đặc ruồi nhặng và dòi bỏ nhung nhúc. Đinh Bằng bước vào khu rừng, nghe một tiếng ùng, một đám ruồi nhặng bay lên ào ào, rồi lại từ từ đáp xuống, bu đầy những tử thi nằm rải rác trên mặt đất. Đống tử thi có khoảng hơn 10 người, thời gian bị chết chưa quá lâu, vì xú khí chỉ mới bốc ra từ miệng mũi. Nhìn phục sức, những người chết này đều là những người giang hồ, bên cạnh tử thi còn có vũ khí, nhưng đao kiếm chưa ra khỏi bao, hoặc mới rút ra phân nữa. Đinh Bằng cố bịt mũi, kiểm xét một cỗ xác chết, sau một hồi lật qua, lật lại, chàng phát hiện trên mình xác chết đều nguyên vẹn, không có vết thương nào, nguyên nhân chí tử là một vết đánh vào cổ họng, vết đánh chí mạng đó chỉ để lại một dấu bầm nhỏ màu xanh, nhưng đã chấn nát xương cổ họng. Tất cả mọi người đều bị chết như thế. Tiểu Hương bất giác kêu lên một tiếng kinh hãi. Đinh Bằng quay đầu hỏi. Ngươi kêu gì thế? Tiểu Hương lắp bắp. Những người này, ngươi nhận ra họ hả? Tiểu Hương ngập ngừng một chút rồi đáp. Họ đều là những người đi theo sau xe công tử hôm trước. Quái lạ thật, họ chỉ là cao thủ hạng 2, hạng 3 trên giang hồ, không hiểu ai đã giết họ. Chàng lại kiểm tra tử thi thêm lần nữa. Những người này bị chết vì bị trưởng lực xiết đứt cổ họng, người ra tay võ công rất cao.
A Cổ bước tới đưa bàn tay xoa trên vết bầm cổ họng mấy tử thi, sau đó gã chìa tay cho Đinh Bằng coi. Bàn tay của gã vốn màu đen, nên chỉ nhìn thoáng, đã thấy rõ lớp phấn bụi màu bạc nổi lên. Tiểu Hương bất giác thở tiếng kinh hãi. Ngân Long Thủ. Đinh Bằng hỏi, Ngân Long Thủ là gì? Ngân Long Thủ là một loài võ công, cũng là một người, cánh tay người này bằng bạc, đao kiếm không chặt đứt, khi hắn giết người, đều dùng bàn tay siết cổ họng, đối phương lập tức bị gãy cổ chết. Chẳng lẽ người này đã luyện thành thân thể kim cương bất hoại? Tiểu tì không rõ lắm, hình như trên tay y có mang loại bao tay bạc, mình mặc ngân long lân giáp, mặt mang mặc nạ màu bạc, đầu đội ngân khôi. Đinh Bằng cười. Thế thì là người bạc rồi. Không phải tiểu tì nói chơi, mà quả thật có người này, y là một trong bốn đại trưởng lão của ma giáo. Bốn trưởng lão ma giáo. Phải, ma giáo có bốn trưởng lão, là Kim Sư, Ngân Long, Đồng Đà, Thiết Yến. Thiết Yến trưởng lão, có phải là cặp vợ chồng bị ta chặt bàn tay không? Phải, hai vợ chồng họ, hợp xưng Thiết Yến song phi, nhưng chỉ trượng phu mới là trưởng lão, chẳng qua vợ chồng họ không rời nhau nửa bước, nên mới có tên Thiết Yến song phi. Nói vậy, chắc Ngân Long đến tìm ta để trả thù cho Thiết Yến, nhưng tại sao hắn không tìm ta, mà lại đi giết hại những người vô tội này? Tiểu Hương muốn nói lại thôi, Đinh Bằng không nhẫn nại được hỏi. Tiểu Hương, ngươi muốn nói gì thì nói ra đi, sao mà ấp a ấp úng như vậy? Bởi vì tiểu tì không được rõ lắm, chỉ nghe bên ngoài đồn, trong bốn vị trưởng lão thì Kim Sư, Ngân Long và Thiết Yến đã bội phản. À, ba trưởng lão bội phản, chẳng trách ma giáo bị diệt vong. Tiểu Hương kể. Năm xưa, ma giáo xưng bá võ lâm, khiến năm đại môn phái, bị đè ép không cất đầu lên nổi, trưởng môn nhân của năm đại môn phái, tìm đủ phương pháp, cuối cùng họ đã thông đồng được với ba vị trưởng lão, còn mời Tà Tam thiếu gia của Thần Kiếm Sơn Trang giúp đỡ, kéo nhau ồ ạt đánh thẳng vào ma giáo, đan tay nhau dồn giáo chủ ma giáo đến bờ vực núi, rồi rớt xuống tuyệt cốc mà chết, từ đó thế lực ma giáo mới bị ngã giải tan như ngói lở. Trên mình Thiết Yến trưởng lão có miễn tử chiến bài cũng do bọn họ cấp cho lão lúc đó phải không? Đại khái là như thế, vì lúc bốn đại trưởng lão còn trong ma giáo, đã giết chết rất nhiều người võ lâm, vì để tránh sau này có người tìm họ trả thù, nên năm đại môn phái mới tặng họ tấm miễn tử thiết bài. Thế lực ma giáo đã thịnh như thế, địa vị bốn đại trưởng lão cũng trọng yếu như vậy, tại sao họ lại bội phản? Chuyện này thực tình tiểu tì không rõ. Ít ra cũng nghe vài lời đồn chứ. Chuyện này rất bí mật ngoài trừ trưởng môn nhân của năm đại môn phái, rất ít người ơi biết, vì ma giáo vốn cũng là một tông phái bí mật thế lực tuy lớn, nhưng rất ít hoạt động công khai, thậm chí một số người giang hồ còn không rõ có môn phái này, bởi vậy, lời đồn cũng không có bao nhiêu. Tại sao ngươi biết chuyện này? Tiểu Hương giận mình vội nói. Vì tiểu tì đi theo tiểu thư, tiếp xúc đều là hồ, mà hồ là thần thông quảng đại, điều gì cũng biết, tiểu tì lại thích nghe chuyện trên giang hồ, mỗi ngày nghe một chút, lần lần góp lại, mới biết nhiều như vậy. À, có phải Thanh Thanh cũng biết không? Tiểu thư biết ít hơn tiểu tì, vì tiểu thư tu đạo thiên hồ, vốn chẳng để ý đến chuyện trần thế tục vụ. Ai là người biết nhiều hơn? Tiểu Hương cười. E rằng không có chuyện trong võ lâm, nô tỳ là người biết nhiều nhất, vì tiểu tỳ luôn lưu tâm chuyện này, tiểu thư muốn tiểu tỳ theo bên cạnh công tử gia cũng vì công tử gia biết chuyện giang hồ rất ít, muốn tiểu tỳ tùy lúc thuận tiện kể ra một chuyện cho công tử gia tham khảo. Chuyện xảy ra trước mắt vậy sao ngươi không rõ? Tiểu tỳ chẳng đã phán đoán rõ kẻ hành hung là Ngân Long trưởng lão rồi sao? Nhưng chuyện Ngân Long trưởng lão, ngươi biết không rõ tỉ như chuyện tại sao hắn phản bội ma giáo, tại sao hắn muốn giết những người này, ngươi đều không cho ta được câu trả lời. Tiểu Hương nói. Ngày mai, tiểu tì dò xét rõ ràng, rồi sẽ hồi bẩm với công tử ra được không? Ngày mai ngươi sẽ biết. Ngươi tìm ai để dò hỏi cho biết? Tiểu tì có thể làm phép triều hồ đến để hỏi sẽ biết. Ngươi cũng biết pháp thuật triều hồ. Phải,
Lão chủ nhân là vua trong loài hồ, tất cả luyện hồ trong thiên hạ đều chịu dưới sự quản trị của lão chủ nhân, tự nhiên tiểu tỳ cũng biết phép triệu hồ. Chương 20 Hang ổ rào thỏ. Đinh Bằng về đến nhà, cả Thanh Thanh lẫn Tiểu Vân đều không có ở nhà, rõ ràng hai người chưa có về, chỉ có một tên Liễu Nhược Tùng đáng ghét có mặt. Hắn mặt dàn mày dày, với tư cách đầy tớ đến vấn an. Sư phụ, lão nhân gia đã về rồi. Đinh Bằng khẽ mỉm cười. Về rồi, Tùng Nhi, lần này sư phụ ra ngoài nhờ ngươi ở nhà coi sóc trong ngoài. Sư phụ chớ nói thế, đó là bổn phận của đệ tử. Sau đó hắn lại thử hỏi dò xét, nghe nói lần này sư phụ đã gặp Tạ Hiểu Phong. Ừ, đã gặp người còn nghe nói gì nữa? Chuyện sư phụ quyết đấu cùng Tạ Hiểu Phong, bên ngoài đồn đài lao sao có người nói sư phụ thắng, cũng có người nói sư phụ thua, còn có người nói, hai người không phân thắng bại, đệ tử không rõ lời đồn nào đúng. Theo ngươi nghĩ thì lời đồn nào đúng? Đệ tử không rõ, nên mới xin ý kiến sư phụ. Ngươi hy vọng ta thắng hay ta bại? Điều này đương nhiên đệ tử hy vọng sư phụ thắng, như vậy khi có người khác hỏi, đệ tử cũng có chút vinh dự lây. Vậy ngươi cứ cho người ta hay như thế được rồi. Liễu Nhược Tùng sững người. Sư phụ đã thắng ông ta thực sao? Đinh Bằng cười. Ngươi cứ nói như thế đi, tuyệt không ai phản bác, kể cả Tạ Hiểu Phong, bản thân cũng không ra mặt phản đối. Sư phụ đã thắng, sao còn có người đồn lầm là sư phụ thua, hoặc là huề nhau? Đinh Bằng cười cười. Đó cũng chẳng phải đồn nhầm vì ta cũng không phản đối. Liễu Nhược Tùng ngạc nhiên. Như thế là chuyện ra sao? Nếu quả ngươi muốn biết thực sự thì ta cho hay, hai người ơi, chúng ta tuy có gặp mặt, nhưng chỉ bàn luận một phen, chớ không có đồng thủ. Không đồng thủ. Đúng, không đồng thủ, nhưng chúng ta đã làm một phen quyết đấu. Không đồng thủ sao có thể gọi là quyết đấu? Chẳng lẽ hai vị chỉ tỉ chiêu bằng miệng? Cũng không có, chúng ta chỉ trao đổi cảnh giới tâm đắc trên võ học. Kết quả, chúng ta đã đạt đến sự liễu giải nhất trí, giữa ta và ông ấy, đã không còn nói là được thua nữa. Vì khi thần kiếm của ông ta và thần đao của ta đã phát xuất, không ai có cách nào phá giải chiêu thức của ai, ta sẽ chết dưới kiếm, ông ta cũng khó tránh khỏi táng thân dưới đao của ta. Vì vậy, giữa chúng ta không còn nói được hay thua nữa. Chẳng lẽ, chỉ một chút hơn thua, trên dưới cũng không phân rõ sao? Đinh Bằng cười. Đó cũng chẳng phải không có, tự nhiên cũng phải có cao thấp, chẳng qua, không ai muốn tranh thủ cái thắng lợi này. Gọi rằng hơi thắng một chút, tức là tự khống chế được chiêu thức của mình lúc cần thiết, có thể thu hồi mà không làm đối phương bị thương. Như thế, tự mình có được an toàn không? Rất khó, trừ phi đối phương cũng cao minh như mình, bằng không chỉ có chết dưới tay đối phương. Dùng cái chết để đoạt lấy tiên cơ thắng lợi, ông ta chẳng ngu như vậy. Ta cũng chẳng ngốc đến thế, cho nên chúng ta không tỉ thí cho thấy kết quả. Liễu Nhược Tùng hầu như thất vọng. Rồi sau này, có thể cũng có ngày, lúc chúng ta không còn biết suy nghĩ nữa, mới tìm đối phương quyết đấu, dùng cái chết để biểu hiện tài nghệ mình cao hơn một bậc. Giống như Yến Thập Tam năm xưa đã đánh bại Tạ Hiểu Phong. Không giống vậy, Yến Thập Tam không tự khống chế được kiếm thức, chỉ có thể đưa nhuệ khí về phía mình, Tạ Hiểu Phong đã có thể hoàn toàn khống chế được kiếm mình, cho nên nói một cách đúng đắn, Yến Thập Tam đã thua dưới tay Tạ Hiểu Phong. Điểm này đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ giáo thêm. Tạ Hiểu Phong sống, Yến Thập Tam chết, đó là chứng cớ. Nhưng theo như sư phụ nói, thì lại là trái ngược với lời đồn trước sao. Không sai, nhìn thì là trái ngược, nhưng trên thực tế lại không trái ngược, một người có thể kêu kẻ địch thắng mình phải tự tử, để bảo toàn tính mình thì người đó sao có thể coi là thất bại được. Liễu Nhược Tùng than một hơi. Đạo lý của sư phụ quá sâu xa, đệ tử thực không hiểu nổi. Cũng khó trách võ công ngươi chưa đạt tới cảnh giới đó, tất nhiên chẳng dễ dàng hiểu được, chỉ cần ngươi có thể hiểu được lời ta nói, ngươi sẽ đột phi mãnh tiến. Bước thêm một tầng lầu, và trở thành cao thủ hạng thứ ba. Cao thủ hạng ba. Đúng, ta và Tạ Hiểu Phong đã đi trước, ngươi chẳng thể theo kịp.
Nhìn ngạo khí, bất khả nhất thế của Đinh Bằng, Liễu Nhược Tùng hận không túm được đầu Đinh Bằng rộng mạnh cho vài đạp. Nhưng hắn chỉ cười khiêm nhượng. Đệ tử sao dám tề danh cùng sư phụ, nếu có thể liệt danh cao thủ đệ tam đã đủ rồi. Đinh Bằng cười, khen. Rất tốt, nhu tử khả giáo con nít dạy được ngươi muốn đạt tới cảnh giới này, không khó, chỉ cần biết nghe lời ta là được. Đệ tử cung kính nghe lời sư phụ chỉ giáo. Tìm một nơi cách biệt thế nhân, ngoảnh mặt vào tường tĩnh tọa, suy nghĩ trong 10 năm. Trong 10 năm đó, ngươi cần quên hết tất cả, khiến tự mình thành một khối trống rỗng, quên hết tất cả võ công của ngươi, lúc tái xuất ngươi sẽ trở thành cao thủ thiên hạ vô địch. Liễu Nhược Tùng tỏ vẻ thất vọng. Chỉ đơn giản như thế. Không đơn giản, ngươi đã có cơ sở võ công rất vững tốt, trở ngại chỉ là tâm không hội được với thần, nếu ngươi có thể khiến tâm không linh hợp nhất với thần, thì tiện tay đưa ra đều thành chiêu thức, một chiêu thức rất đơn giản, có thể phát huy hiệu lực tối cao, đó gọi là hóa phủ hủ vi thần kỳ. Liễu Nhược Tùng nói, đệ tử đã hiểu, đây là cảnh giới võ học hình nhi thượng, đệ tử chẳng phải tư liệu để luyện võ học đó. Nếu thế, ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ vào hạng nhị lưu thôi. Đệ tử chỉ hy vọng được vào hạng nhị lưu, hoặc tam lưu là mãn nguyện rồi. Vậy thì quá dễ, lúc ngươi rảnh rỗi, chỉ cần học với A Cổ là được. Nếu ngươi có thể học được bản lãnh một vài phần của A Cổ, là đủ có thể liệt danh vào hàng đệ nhất cao thủ trần thế. Được liệt hạng nhất cao thủ là những người nào? Chẳng hạn như trưởng môn nhân của năm đại môn phái, bái đệ Lâm Nhược Bình của ngươi. Nghe nói Lâm Nhược Bình đã bại dưới đao của sư phụ. Đinh Bằng cười. Đó chẳng phải là tỷ thí. Ngươi là đồ đệ ta, hắn là bái đệ ngươi, ta chỉ làm chuyện dạy dỗ ván bối, trẻ kiếm của hắn thành hai mảnh, hắn nhát gan quá, nên đã quá sợ mà thôi. Liễu Nhược Tùng trước giờ vẫn có hảo cảm với người bái đệ này, nên hiện giờ, hắn cũng có tâm lý, đồng cừu đồng phẫn, muốn chém trên đầu Đinh Bằng một đao, chỉ tiếc hắn dám nghĩ trong bụng mà thôi, chớ không có dũng khí thực hiện ra ngoài. Đinh Bằng bỗng hỏi. Tùng Nhi, tin tức giang hồ của ngươi rất linh thông, lúc ta về đây, phát hiện một đại sự, ngươi biết về chuyện này không? Sư phụ nói đại sự gì? Trong khu rừng cách thành Tây 70 dặm, có 10 người giang hồ bị giết phơi xác trong rừng. Liễu Nhược Tùng ra vẻ kinh hoàng. Có chuyện này sao? Đinh Bằng bỗng gằn giọng. Ta hỏi ngươi biết hay không biết, ngươi dám nói không biết, ta sẽ cho ngươi một đao. Liễu Nhược Tùng đã thấy Đinh Bằng giơ cao viên Nguyệt Loan đao, liền biến sắc vì hắn biết Đinh Bằng không nói chơi. Dưới sự uy hiếp sống chết, hắn buồn miệng nói. Đệ tử biết. Thần sắc Đinh Bằng hơi dịu lại. Liễu Nhược Tùng, trong lòng ngươi chuyển động ý niệm gì ta hoàn toàn biết rõ, vì vậy trước mặt ta, ngươi chớ giả bộ mê hồ, mà tự cho là thông minh. Sắc mặt Liễu Nhược Tùng chưa hết kinh hãi, hỏi. Nếu đệ tử thật tình không rõ, há chẳng sư phụ chém chết oan uổng sao? Đinh Bằng thản nhiên. Khi thực tình không biết, ta sẽ không ép ngươi. Ta chẳng đã cho ngươi biết, trong bụng ngươi chuyển nghĩ ý niệm gì ta đều biết rõ sao. Sao 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 sao? Liễu Nhược Tùng nhìn Đinh Bằng, mặt lộ vẻ sợ hãi, người trong bụng có tính toán gian dối, nếu đứng trước địch nhân của mình, hoàn toàn không sao giấu nổi tâm sự, giống như một con thỏ, bị cột trước miệng hầm bẫy cọp. Thỏ tuy linh lợi, nhưng dưới tình hình đó, chẳng khác đã bị tuyên án tử hình, sớm muộn gì cũng biến thành miếng mồi trong miệng cọp. Đinh Bằng chỉ cười cười nói. Lúc ta kể chuyện đó ta chưa biết là ngươi hiểu chuyện ấy, cho nên lúc ta hỏi ngươi lần thứ nhất là ta muốn hỏi ngươi thật. Chẳng lẽ câu trả lời của đệ tử có vấn đề? Đúng thế, ngươi biểu lộ rất kinh lạ, tưởng như thật đó là sơ hở. Vì ngươi vốn dĩ chẳng phải kẻ coi trọng sự sống chết của kẻ khác, nếu ngươi thực sự không biết, nhất định ngươi sẽ hỏi những người chết đó là ai, nhưng ngươi lại chú ý đến chuyện có xảy ra thôi, như vậy, tỏ rõ ngươi đã sớm biết những người chết đó là ai rồi. Liễu Nhược Tùng lại hận không vả cho mình một cái tát, tự mắng mình là đồ ngu ngốc, cả đến thói quen của mình cũng không rõ, thì sao có thể làm chuyện giả trang được. Hắn không rõ thói quen của một người, thường thường người khác đều biết, mà riêng mình là kẻ duy nhất không biết.
Đinh Bằng không để hắn có thời gian tự trách mình, mà hỏi tiếp. Những người đó chết như thế nào? Lần này hắn không dám nói dối. Nghe nói chết dưới tay của Ngân Long Thủ. Ngân Long Thủ là người như thế nào? Ngân Long Thủ là người có độc môn võ công trong số 4 vị trưởng lão ma giáo cùng một bọn với vợ chồng Thiết Yến đã bị sư phụ đánh thương trước kia. Tại sao y phải giết những người này? Điều này đệ tử không rõ, đệ tử chỉ nghe một người đi đường mục kích kể lại, mô tả hình dung tướng mạo kẻ hành hung, nên đệ tử mới suy đoán là Ngân Long trưởng lão, người khác e rằng cũng chẳng hiểu gì. Theo ngươi thấy có phải y nhằm vào ta không? Chắc không phải, nếu y muốn trả thù cho vợ chồng Thiết Yến, thì nên trực tiếp đến tìm sư phụ, chẳng nên giận lây những người không liên quan. Cũng có thể hắn nhằm ta thì oai trước mới cố ý trên đường ta về đây giết chết một nhóm người. Liễu Nhược Tùng có vẻ e dè nói. Cũng rất có thể lắm, người trong ma giáo rất đồng tâm, đối với đồng bọn bị nhục, họ cho rằng toàn giáo bị sỉ nhục nhất định phải giết chết cho bằng được đối phương mới thôi. Cho nên, năm xưa, khi nói đến ma giáo, mọi người đều biến sắc coi như nói chuyện về cọp dữ. Chuyện liên quan đến ma giáo, ngươi biết được bao nhiêu? Đệ tử biết rất ít, vì họ rất thần bí, người ngoài khó biết được tình hình của họ. Ta muốn ngươi ra ngoài dò xét, đầu đuôi nhân quả của chuyện này, ngày mai trả lời ta. Đệ tử e rằng chuyện này, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, chẳng được thối thác làm không xong, ngày mai, trước khi trời lặn, nếu ngươi chưa có hồi đáp, tốt nhất ngươi nên tìm một nơi có nền phong thủy tốt, chờ ta, nhớ kỹ, trước khi mặt trời lặn ngày mai. Liễu Nhược Tùng không nói gì thêm, hành lễ lui ra. Ra tới cửa, hắn mới lôi cả 36 đời tổ tông của Đinh Bằng ra đào bới chửi rủa. Sao? Đêm tháng 10, đêm không trăng. Trời tối như mực, mây đen u ám. Một tòa nhà lớn hoang phế, nghe nói, vì có hồ tiên đến ngủ, nên chủ nhà bán rất rẻ cho một cặp vợ chồng già. Hai vợ chồng già này không sợ hồ, họ chỉ dọn dẹp sơ sài hai căn để ở, họ cho mọi người hay, trong vườn quả thực có hồ, nhưng hồ tiên thương họ già cả, không nơi nương tựa, nên bằng lòng cho họ ở đây nương náu. Có một kẻ hiếu sự, đêm đêm lẻn vào dò xét nhìn thấy trong vườn quả nhiên có mỹ nữ tuấn nam lai vãng xuất hiện một thoáng rồi biến mất, kế đó y hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, y bị trói gô, treo trên cột cờ, nơi góc lầu thành thiệt cao và thiếu một vành tai. Từ đó trở đi, không ai dám vào dò xét tòa nhà hoang phế này nữa. Thanh Thanh dẫn Tiểu Vân len lén tiến vào tòa nhà. Một bóng người cao lớn trần nàng lại. Là vì Sơn Thần Mũ Đồng, Giáp Đồng, sắc mặt màu thanh đồng, đã có lần xuất hiện tại Sơn Thần Miếu lúc trước. Lúc Sơn Thần cúi mình thi lễ, những miếng đồng chạm nhau kêu loảng xoảng. Âm thanh của Sơn Thần chói tai như tiếng chuông đồng đập vách tường. Thuộc hạ tham kiến công chúa, tại sao công chúa đến đây? Ta có việc gấp đến gặp Gia Gia, các vị chiếm ngự nơi này thật khó tìm, ta tìm mấy ngày mới kiếm được. Nét mặt Sơn Thần không có biểu tình, nhưng âm thanh tỏ ra rất cảm tình. Công chúa không nên đến đây, lão chủ nhân đã căn dặn bọn thuộc hạ không được liên hệ với công chúa nữa, vì công chúa đã không còn là người của bổn bang nữa. Thanh Thanh nói, tiểu nữ biết, nếu không có người trong môn phái đến tìm tiểu nữ, nhất định tiểu nữ không dám đến đây. Trong môn phái có người đến tìm công chúa, điều này không có thể. Tuyệt đối không lầm, mà còn phát xuất một kim xà lệnh của Gia Gia, vì vậy tiểu nữ mới đến tìm Gia Gia để hỏi cho rõ. Tuyệt không có chuyện này, trước đây mấy hôm, lão chủ nhân còn dặn đi, dặn lại, chúng thuộc hạ tuyệt đối không được liên hệ với công chúa. Nhưng kim xà lệnh của Gia Gia tuyệt không phải giả, mà người truyền lệnh là kim y sứ giả. Sơn Thần ngạc nhiên. Thực có chuyện này sao? Hiện tại kim xà lệnh đều do thuộc hạ cai quản, nếu có chuyện này tại sao thuộc hạ không biết? Công chúa, vì chuyện gì, lão chủ nhân truyền cấp kim xà lệnh cho công chúa? Gia Gia muốn giết chồng tiểu nữ. Sơn Thần giận mình.
Không có chuyện đó, tại sao lão chủ nhân lại truyền ra mệnh lệnh này? Đối với thành tựu của Đinh công tử gần đây, lão chủ nhân rất vui mừng an ủi, thấy rằng bổn môn tuy mỗi ngày mỗi suy vi, nhưng đao pháp của bổn bang trong tay của Đinh công tử đã có thành tựu phi phàm. Ngày sau, bổn môn cũng có thể theo thinh danh của Đinh công tử mà trở thành bất hủ. Không giấu đồng thúc thúc, Kim Xà lệnh là truyền cho con A đầu này, muốn nó sát hại chồng tiểu nữ. May, lúc nó hạ thủ, bị tiểu nữ cản lại, nó nói là phụng mệnh Kim Xà lệnh của Gia Gia, và lại, nó cũng có cầm Kim Xà lệnh thiệt, cho nên tiểu nữ mới cần tìm Gia Gia để hỏi cho rõ ý gì. Sơn thần nhìn Tiểu Vân, ánh mắt thấu ra từ sau mặt nạ thanh đồng rất nghiêm khắc và âm thanh cũng rất trang nghiêm. Tiểu Vân, có phải thật không? Tiểu Vân run rẩy gật đầu. Dạ phải. Là đích thân Kim Y sứ giả truyền Kim Xà lệnh cho ngươi phải không? Dạ phải, lúc truyền Kim Xà lệnh còn truyền thêm lệnh dụ của lão chủ nhân. Ngươi không nhận lầm đấy chớ? Không, lúc tiểu tỷ nhập môn là do ông ta tiến dẫn và tỷ nữ còn học võ công của ông ta mấy năm nữa. Quả thực hắn trao Kim Xà lệnh cho ngươi. Dạ phải, tỷ nữ đã trao Kim Xà lệnh cho tiểu thư rồi. Thanh Thanh chuẩn bị đưa ra, Sơn Thần nói. Công chúa không cần phải đưa ra cho thuộc hạ coi, Kim Xà lệnh không lầm, chỉ có điều bị mất đi hiệu nghiệm rồi. Thanh Thanh ngạc nhiên. Đã mất đi hiệu dụng rồi. Sơn Thần nói. Mấy hôm trước Kim Y sứ giả đã mang đi 12 Kim Xà lệnh, bồi phản bổn môn đi trốn, bị thuộc hạ trận bắt xử tử tại chỗ, nhưng Kim Xà lệnh chỉ thu hồi có 10 cái, lão chủ nhân sợ có người cầm 2 Kim Xà lệnh thất lạc đó, loan truyền cấm lệnh, nên đã thông chi cho các đệ tử sở hữu, phế trừ Kim Xà lệnh. Tiểu Vân thất sắc. Chuyện này tỷ nữ không rõ. Đương nhiên ngươi không rõ, vì lúc truyền cấp Kim Xà lệnh cho ngươi, Kim Xà sứ giả chưa bị giết. Thanh Thanh nói, Kim Y sứ giả mà cũng phản bội bổn môn, thực khiến người khó tin, chẳng phải hắn vẫn luôn luôn trung thành hay sao? Sơn Thần than một hơi dài nói, nhưng hắn là đệ tử Kim Sư trưởng lão, lại là phó đàn chủ của Kim Lão Đại đến tìm hắn, hắn chỉ có nước đi theo mà thôi. Chẳng lẽ hắn không biết Kim Sư trưởng lão là phản đồ bổn môn sao? Biết cũng vô ích, Kim Lão Đại đối với hắn ơn nặng như núi, mà môn hộ đối với hắn có quy luật nghiêm khắc, đem so sánh tự nhiên hắn ngả theo phía Kim Lão Đại. Thanh Thanh cũng chép miệng than. Bổn môn đang từ khí thế như mặt trời giữa đỉnh trưa, đùng một cái ngã xuống, đùng một cái, ba vị trưởng lão bồi phản e rằng cũng đều vì một nguyên nhân giống này. Đúng vậy. Họ tuy là trưởng lão địa vị cao quý, nhưng chẳng được hưởng thụ chút đặc quyền tôn nghiêm, phạm chút lỗi lầm, vẫn bị phân xử trước mọi người. Quy luật này của môn hộ được lập ra, chủ ý là muốn mọi người đề cao cảnh giác, không được phạm chút lỗi lầm, chủ ý tuy hay, nhưng quá nghiêm khắc. Tiểu nữ đã có nói với Gia Gia, nhưng cách nhìn của lão chủ nhân không thế, người nói, quy luật không thể thay đổi. Người địa vị càng cao, càng phải cẩn thận tự trọng, càng không được phạm lỗi, đối với chuyện ba vị đàn trưởng lão bồi phản, Gia Gia nhất định không cho là lỗi tại môn quy, mà là từ các vị đó, đức hạnh tu vi không đủ, để giữ trọng nghiêm. Như đồng thúc thúc, có phạm lỗi lầm nào đâu. Sơn Thần thở dài. Lão chủ nhân lập pháp rất nghiêm, mà tự mình cũng tuân thủ rất đúng đắn. Thuộc hạ nhớ có một lần vì vô ý phạm lỗi, lão chủ nhân cũng cởi trần trước mọi người, chịu hình phạt đốt lửa, bọn thuộc hạ bốn người quỳ xuống xin miễn, lão chủ nhân còn mắng chúng thuộc hạ một trận kể từ lần đó, khiến thuộc hạ đối với lão chủ nhân, muôn phần kính sợ nhưng người khác lại không nghĩ thế. Thần sắc Sơn Thần hơi chuyển biến, nói tiếp. Như vậy cũng tốt, sau trận thảm chiến này, những đệ tử bổn môn còn lại, tuy không nhiều, nhưng đại bộ phận đều là những kẻ trung thành tâm trí như nhất, chỉ có vài kẻ tâm trí bất nhất. Ánh mắt Sơn Thần lại quét nhìn trên mặt Tiểu Vân, khiến nàng biến sắc lợt lạt, vội nói. Đồng đại thúc tỷ nữ luôn luôn trung thành chăm sóc hầu hạ tiểu thư, không tin đại thúc có thể hỏi tiểu thư. Sơn Thần hừ một tiếng lạnh lùng nói. Tiểu Vân, ngươi cùng Tiểu Hương đi theo công chúa, lão chủ nhân đã trừ tên thân phận của hai người rồi. Tiểu Vân ngập ngừng.
Dạ, có điều chúng tỷ nữ vẫn thường có liên hệ với môn hộ. Đó là vì để giúp đỡ Đinh công tử, tuy công tử đã trở thành vô địch thần đao, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất thiếu kém, và lại, công tử cũng không mấy quan tâm sự tình giang hồ, nên lão chủ nhân mới cho phép môn hạ đệ tử truyền cáo những biến động giang hồ cũng dành cho các ngươi bất cứ những giúp đỡ cần thiết. Nhưng kể cả công chúa trong đó, các ngươi chỉ còn là địa vị khách khanh, ngươi hiểu rõ không? Đệ tử rõ. Sơn thần cười lạnh. Hiểu rõ thì tốt, nhưng ngươi lại nói dối một chuyện kém thông minh. Ngươi nên nghĩ kỹ coi, Kim Xà lệnh là tín phủ truyền lệnh rất cao trong môn phái, dù ngươi có còn trong môn phái, cũng không đủ tư cách tiếp nhận lệnh đó, chớ đừng nói ngươi đã là người ngoài môn phái. Tiểu Vân biến sắc nói. Nhưng đích xác là Kim Y sứ giả truyền xuống. Hành tung các ngươi ta luôn nắm trong tay, ngươi nói Kim Y sứ giả tại căn khách sạn đó truyền đến, thời gian có phải vào nửa tháng trước có đúng không? Đúng, hôm đó là ngày 12 tháng 9. Sơn thần nói. Ngày mồng 9 tháng 9, Kim Y sứ giả đã mượn kế ly khai, đài khai mục đích là để phối hợp hành động với ngươi, chỉ tiếc, hắn đã bị giết ngày 11 tháng 9, chẳng lẽ hồn ma của hắn đi tìm ngươi để truyền lệnh sao? Sắc mặt Tiểu Vân biến thảm bạch hơn. Sơn thần nói tiếp. Ta tin Kim Xà lệnh đã sớm trao đến tay ngươi trước đó rồi. Vì ngày 9 tháng 9, lão chủ nhân muốn tế phần mộ trang nghiệm các loại lệnh phù, Kim Xà lệnh đã thiếu mất hai cây trong tay Kim Y, sợ bị truy xét nên hắn mới vội vã chạy trốn. Ta biết hắn vẫn qua lại với Kim Sư trưởng lão, nên cũng luôn luôn chú ý hành động của hắn. Thanh Thanh trầm nét mặt hỏi. Tiểu Vân, ngươi đã nói dối thiệt hả? Tiểu Vân than một tiếng quỳ xuống. Tiểu Vân cầu xin được chết. Thanh Thanh than. Tiểu Vân, ta đã coi ngươi như chị em, thậm chí chồng ta cũng chia sẻ cho ngươi hưởng, tại sao ngươi làm thế? Tiểu Vân khấu đầu, không nói một câu, đầu nàng đập xuống đất kêu binh binh. Sơn thần nói. Tiểu Vân, ngươi nên biết, mệnh lệnh đó truyền cho ngươi thần hoang đường, với chút bản lãnh của ngươi, sao có thể giết được Đinh công tử? Thanh Thanh nói. Đó là dưới một tình hình rất đặc biệt, nếu tiểu nữ không đến kịp thời, nó có thể đắc thủ rồi. Không thể được, nếu Đinh Bằng dễ dàng bị giết như thế, thì không phải là Đinh Bằng nữa. Câu nói này được thốt ra từ một trung niên thư sinh từ ngoài bước vào. Thanh Thanh vội quỳ xuống. Thanh Nhi xin thỉnh an ra ra. Trung niên kéo nàng đứng lên, cười cười nói. Hài tử, có phải ngươi đến tìm ra ra đòi mạng không? Thanh Nhi không dám, chỉ muốn đến hỏi ra ra tại sao phải đưa ra mệnh lệnh đó. Trung niên nhân đưa bàn tay hiền từ vuốt tóc nàng nói. Thanh Nhi cho rằng ra ra làm vậy sao? Thanh Nhi nghĩ Gia Gia không làm như thế, nên mới đến để tìm hiểu cho rõ, nếu quả Gia Gia có ý đó, Thanh Nhi sẽ không tới. Trung niên nhân hả một tiếng, hỏi, ngươi nói không tới là ý gì? Thanh Nhi sẽ chấp hành mệnh lệnh của Gia Gia. Thật vậy sao? Tự nhiên là thật mà Đinh Bằng cũng không phản kháng, chói tay chịu chết. Mệnh của chàng, Gia Gia cứu, tất cả của chàng ngày nay, Gia Gia thành tựu cho chàng, Gia Gia muốn chàng chết, chàng tuyệt không do dự. Ngươi dám bảo đảm không? Nếu Gia Gia muốn chàng làm chuyện gì chàng không muốn, có thể chàng chống lệnh, nhưng Gia Gia muốn chàng chết, chàng nhất định tùng mệnh. Thanh Nhi hiểu biết chàng rất rõ, tuyệt đối có thể bảo chứng. Trung niên nhân rất an ủi, cất tiếng cười lớn. Hay, hay, tiểu tử ấy có phần tâm ý như thế cũng không uổng công ta tốn một phen tâm huyết. Thanh Thanh nói. Tuy Gia Gia không cho chàng biết nhất thân công lực của chàng có được ngày hôm nay là do Gia Gia truyền cấp tu vi bản thân của Gia Gia cho chàng, nhưng Thanh Nhi tin rằng, trong lòng chàng rất minh bạch mà chàng cũng chẳng phải người vong ơn bội nghĩa. Hắn còn coi ngươi là hồ. Điều này Thanh Nhi không rõ, theo lý, trong lòng chàng đã biết rồi mới phải, nhưng đích xác chàng vẫn coi chúng ta là hồ. Trung niên nghĩ ngợi một lát, lớn tiếng cười ha hả. Hay, hảo tiểu tử, khéo hồ đồ, nếu hắn nghĩ như thế, ngươi cứ giữ danh nghĩa là hồ. Rồi sau này, trung niên nhân cười.
Đừng tính sau này, chuyện tương lai có ai đoán trước được, chỉ có một chuyện ngươi phải tin tưởng, Gia Gia tuyệt không làm hại đến chuyện của các ngươi, nhất là Đinh Bằng, Gia Gia rất thương mến hắn còn hơn ngươi nữa. Thanh Nhi đã hiểu. Trung niên vỗ vai nàng ôn tồn nói. Đã hiểu rồi thì tốt, hãy dẫn Tiểu Vân đi đi, sau này đừng chạy nháo loạn lên nữa, chúng ta lại phải rời đi chỗ khác nữa rồi. Lại phải rời đi tại sao? Chỗ này, cả ngươi cũng tìm được, sao kể là an toàn nữa? Sơn thần ngập ngừng, hỏi. Chủ nhân muốn tha cho Tiểu Vân đi. Trung niên cười. Nó đã không còn là người trong bổn môn, chúng ta không có quyền xử trí nó. Nhưng nó có kim xà lệnh của bổn môn. Đó không phải là kim xà lệnh của chúng ta đã bị phế từ ngày mùng 10 tháng 9 rồi. Nó chưa làm gì sai lầm, còn chuyện bất lợi đối với Đinh Bằng, là gia sự của họ, chúng ta không nên can thiệp được, đồng đà, ngươi nói, có phải không? Sơn thần cung kính. Dạ phải, chủ nhân. Trung niên nhân cười, nói tiếp. Ta rất cao hứng sự tình phát triển như thế này, Thanh Nhi, nếu hôm đó, ngươi không kịp tới, nó cũng không giết chết được Đinh Bằng, vì hiện giờ tiểu tử đó, đã được đá thông sinh tử huyền quan, tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, há một mũi kim bạc nho nhỏ có thể giết được sao, mà kẻ kêu nó đồng thủ cũng biết điểm này. Tiểu Vân nín không được hỏi. Thế sao họ còn muốn tiểu tỷ đồng thủ? Hắn chỉ muốn sau khi ngươi thất bại sẽ nói ra kẻ chủ mưu sai khiến là ta, khiến Đinh Bằng hận ta mà thôi. Tiểu Vân cúi đầu không nói, Trung niên nhân nói tiếp. Tuy ngươi không chịu nói kẻ chủ sự là ai, nhưng ta cũng biết hắn là kim sư, vì chỉ có hắn mới kêu được kim y lấy trộm kim xà lệnh đưa cho hắn, để truyền đến tay ngươi. Tiểu Vân dập đầu một cái trước Trung niên nhân, rồi quay sang Thanh Thanh và Sơn Thần dập đầu đoàn đứng lên đi ra. Thanh Thanh gọi. Tiểu Vân, ngươi đi đâu đó? Tỷ nữ mang ơn chủ nhân từ bi tha mạng, mà chỗ tiểu thư cũng không dung thân được nữa, chỉ còn tự mình đi kiếm nơi sống mà thôi. Thanh Thanh hỏi. Kim sư chịu thu dung ngươi không? Tỷ nữ không rõ, lúc giao phó công tác, chỉ dặn lúc đắc thủ rồi lập tức đến một chỗ, sẽ có người tiếp ứng. Hiện tại, nghe chủ nhân nói, ông ta cũng sớm biết tỷ nữ tất chết, và không thể đắc thủ được, vậy thì nơi đó chỉ là hư tạo chứ không có thiệt. Trung niên nói, ngươi cũng rõ con người của kim sư, trừ phi, khi hắn còn cần dùng ngươi, bằng không, hắn sẽ không dung tha cho ngươi được sống. Tiểu Vân thẫn thờ than, hiển nhiên nàng đã biết chuyện này. Thanh Thanh hỏi, Tiểu Vân tại sao ngươi lại đi nghe lời chúng? Vì tỷ nữ muốn được sống. Không nghe lời chúng, chẳng lẽ sẽ bị chết sao? Tiểu Vân nhìn Trung niên nhân, nét mặt ông ta cũng có vẻ trầm trọng, rồi ông ta khẽ than. Nếu ngươi ở lại đây, chúng ta cũng không bảo chứng ngươi sẽ không bị hại, vì ta cũng không rõ ở chỗ này còn có ai là người của bọn chúng. Thanh Thanh nói. Nhưng nếu ngươi theo ta, ta bảo chứng ngươi sẽ được an toàn, vì bên ta chỉ có ngươi, A Cổ và Tiểu Hương, sự trung thực của hai người họ ta tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu Vân nói, tiểu thư, trừ phi tiểu thư suốt ngày theo bên cạnh Đinh Công Tử, còn không tiểu thư cũng không đủ an toàn, võ công tiểu thư, không hơn được kim sư trưởng lão. Thanh Thanh cười. Cũng có thể, nhưng hắn chẳng dám động đến ta, vì hắn giết ta, Đinh Công Tử sẽ tìm hắn ngay. Tiểu Vân hỏi, tiểu thư còn thu dùng tiểu tỷ sao? Thanh Thanh cười vui vẻ. Ta ý sao không, ta cũng chưa bao giờ nói không cần ngươi. Chúng ta sống chung nhau nhiều năm, nếu ngươi có được chỗ tốt hơn để an thân tự nhiên ta không cản, nhưng ngươi ra đi lưu lãng, chỉ bằng hãy theo ta. Cuối cùng Tiểu Vân đã quay trở lại. Trung niên nhân nhìn Thanh Thanh với vẻ tán thưởng an ủi. Thanh Nhi, ngươi rất tốt, ngươi hiểu được lòng khoan thứ hơn ta, ngươi nhất định sẽ có một tương lai rất tốt đẹp sau này, chỉ tiếc ta hiểu được quá muộn, nếu ta hiểu được đạo lý này sớm hơn, có thể không gặp kết quả như ngày nay. Dứt lời, ông ta quay mình đi rất lẹ vì không muốn để ai nhìn thấy nước mắt. Thanh Thanh hiểu rõ, nên nàng quay sang Sơn Thần gật đầu nói. Đồng thúc thúc tiểu nữ đi đây, thúc thúc bảo trọng, lần sau sẽ gặp lại. Thanh Thanh không chào biệt tổ phu, nàng biết Gia Gia quay mình đi, là không muốn nhìn cảnh bình dịn.
Theo tín ngưỡng của môn phái, nước mắt là thánh thủy, rất trân quý. Trong đời người, chỉ được rơi lệ một lần. Nàng biết, Gia Gia đã rơi giọt lệ thứ nhất, vì câu thơ đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi mà rơi lệ. Đó tất nhiên là một chuyện cũ cực kỳ bi thương thảm thiết, chỉ tiếc không ai biết rõ, kể cả người vợ gần gũi nhất của ông ta cũng không rõ. Nước mắt của Gia Gia tuyệt chẳng thể rơi thêm lần nữa, nên nàng chỉ cung kính khấu đầu sau lưng Gia Gia nàng, rồi dẫn Tiểu Vân đi. Tiểu Vân đi trước, Thanh Thanh theo sau, hai người đều cưỡi ngựa. Vì họ chẳng phải thực là hồ, không có phép phi thiên nhập địa, đồn tích vô hình, mà lần này đường đi lại quá xa, dù có khinh công tuyệt diệu, lục địa phi hành cũng không thể phi tẩu đường dài, bất đắc dĩ họ phải mượn sức ngựa. Hai người lại mặc y phục rất phổ thông, càng dễ bị chú ý, may, họ đều dùng vuông lụa mỏng che mặt bằng không, sẽ gây sao động hơn. Riêng thân hình mỹ diệu của Thanh Thanh cũng như thỉnh thoảng biểu lộ phong nghi trong thoáng chốc cũng đủ khiến người nhìn thấy mê mẩn, nếu còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng, e rằng cũng có người theo sau lũ lượt như lúc Đinh Bằng đi thần kiếm sơn trang. Ra khỏi thành, người qua lại thưa bớt, hai người có thể dong ngựa song hàng, Tiểu Vân lo ngại, nói. Tiểu thư, tiểu tỳ sợ có thể xảy ra chuyện. Ta biết, nhưng không biện pháp gì khác. Hay chúng ta có thể hóa trang một chút? Ta biết, nhưng làm thế càng rắc rối hơn, hiện tại như thế này, tất nhiên có rất nhiều người nhận ra ta, nhưng chẳng dám khinh suất đồng thủ. Nếu chúng ta hóa trang thành hình dạng khác, cố nhiên có thể qua mắt một số người, nhưng không qua được những kẻ lịch lãm, rồi bị họ hạ thủ ngầm, chúng ta sẽ bị chết không ai hay. Nghĩ cũng phải, nên Tiểu Vân khẽ than. Công tử ra tiếng tam quá lớn, lại thành danh quá lẻ, bỗng dưng từ chỗ im lìm vô danh, vọt lên thành kinh thế hãi tục tề danh với Tạ Hiểu Phong, tất nhiên có rất nhiều người không tin, không phục muốn thử một phen, do đó sẽ đem đến rất nhiều rắc rối, phiền phức. Thanh Thanh cũng khẽ thở dài nói. Tạ Hiểu Phong thành danh đã nhiều năm rồi, cũng chưa hoàn toàn tránh hết mọi rắc rối phiền phức. Dù sao, người tìm đến thần kiếm sơn trang cũng giảm ít đi. Đó chỉ vì mấy năm gần đây Tạ Hiểu Phong đã gạt bỏ mọi sự vụ trên giang hồ, mà còn được một số người coi như thần minh, bằng không ông ta cũng thế thôi. Đã bước vào giang hồ, không sao tránh khỏi phiền phức. Có những người tự mình phải đi tìm, có những người tự họ tìm đến. Hiện tại công tử gia thế nào? Thanh Thanh cười. Hiện tại chàng không cần phải tìm ai, chỉ tìm một Tạ Hiểu Phong, là coi như đã tiếp nhận toàn bộ rắc rối phiền phức rồi. Chỉ sợ thinh danh của công tử gia phiền phức đưa đến không phải là chuyện nhỏ. Tuyệt đối không nhỏ, kẻ chẳng sợ chết không bao nhiêu, rất nhiều người chỉ lớn lối ngoài miệng, đến khi lâm sự sống chết, họ còn sợ chết hơn ai hết. Tiểu Vân cười. Đừng nói đến chuyện đi kiếm công tử gia, riêng kẻ đem phiền phức đến cho chúng ta, ít nhất cũng phải có chút đạo hạnh mới dám làm. Thanh Thanh nín lặng giây lát, bỗng nói. Ngươi giá lầm rồi. Tiểu Vân ngạc nhiên. Tiểu tỳ lầm. Phải, hiện tại, phiền phức đã tới rồi, mà đám người này, chúng ta không rõ đạo hạnh nhiều ít. Nàng chỉ roi ngựa về phía trước, quả nhiên có 7-8 đại hán đứng bên lề đường, có mấy người còn phanh áo hở ngực, để lộ ra thịt vạm vỡ. Những người này, người nào người nấy cao lớn. Dưới mắt người thường họ đều tự coi như hảo hán, anh hùng hào kiệt, vì họ thường đánh lộn ngoài đường, hoặc gây náo loạn trong tửu lầu. Nhưng dưới mắt người giang hồ chân chính, thì họ chưa được xếp loại. Lượng tính chất, họ chỉ là một nhóm du côn địa phương. Đám người này, đều mang binh khí, trường thương, đại đao, thạch phủ, thiết xích, rõ ràng có chút võ nghệ, mà trên mắt họ cũng lộ vẻ như muốn tìm người gây chuyện phiền phức. Trong giang hồ, đám người này nhất định có người cầm đầu. Người cầm đầu có thể không biết võ công hoặc cũng biết múa may vài đường quyền. Có điều cầm đầu bọn này tuyệt chẳng phải nhất thiết là võ công, nhưng phải có hai điều kiện chẳng thể thiếu, đó là tiền và thế. Hiện tại đám người này cũng có người cầm đầu là đệ tử con nhà có tiền, không chịu làm ăn đàng hoàng. Đám người này, suốt ngày không có việc gì làm, kéo nhau ra đường, trêu ghẹo con gái nhà lành, hiếp đáp lương dân bá tánh. Đây là đám cặn bã của xã hội, trong thành thị, hay trong một thị trấn lớn, tất nhiên đều có chúng.
Nhưng đám người này lại dám hoành hành trên quan lộ mà còn không có con mắt tinh tường, nhắm ngay Thanh Thanh và Tiểu Vân để gây sự, kẻ đã hết thời. Tiểu Vân nhìn đám người đi tới, cười nói. Tiểu thư, những tên không có mắt này, dám đến gây sự với chúng ta, để tiểu tỷ giáo huấn chúng một phen. Thanh Thanh cao mày nói. Chúng ta không có thì giờ lao sao với chúng. Dù ta không tìm chúng, cũng không được yên ổn vô sự đâu, hình như bọn chúng đến kiếm chúng ta. Mười mấy cặp mắt đều nhìn hai người, đích xác là chúng có ý đó. Lúc hai bên tới gần nhau, liền có một gã công tử bảnh bao kêu đồng bọn bày thành hàng ngang cản đường, rõ ràng cố ý gây phiền phức. Sau đó gã công tử bảnh bao đó, tay phe phẩy cây quạt với điệu bộ gần gù, mê sắc lẩm bẩm khen. Đẹp, đẹp quá, quả là người đẹp hiếm có. Tiểu Vân nhìn Thanh Thanh khẽ nháy mắt rồi cười lộ vẻ tình tứ, ngồi trên ngựa khom lưng nói. Xin công tử nhường đường, hai chủ tớ chúng tôi có việc gấp cần phải đi. Công tử đó cất giọng cười khinh bạc. Hai vị nương tử, hán tử trong nhà hai vị thiệt không biết thương hoa tiếc ngọc, dù việc trọng yếu đến đâu cũng không nên kêu hai vị mỹ nhân đẹp như hoa đi lo công chuyện. Tiểu Vân làm bộ khổ sở. Ngăn nối, trong nhà chỉ có một mình tướng công nhà tôi là đàn ông, lại đi vắng nhà, nên nương tử nhà tôi xuống thôn thâu thuế. Công tử bảnh bao cần gù. Thật đáng ghét, ghét quá, gã đàn ông vô tình có một cặp mỹ quyến đẹp như hoa thế này, mà lại nhẫn tâm bỏ bê, để hai vị phải đi ra ngoài xã hội, bổn công tử thấy rất bất bình cho hai vị cô nương. Xin công tử chớ nói đùa, lão thái thái nhà tôi có bệnh, nên chúng tôi phải đi mời đại phu đến coi mạch. Công tử bảnh bao nói. Ồ, thì ra lão thái thái có bệnh, chuyện đó không thể chậm trễ, phải mời đại phu sớm mới được chứ. Công tử nói đúng, nhưng bệnh của lão thái thái chúng tôi, đại phu thường chữa không khỏi, nhất định phải mời vị danh y Diệp Thiên Sĩ tiên sinh ở Tô Châu đến chuẩn trị mới được. Chi phí trên đường thiếu một ít, bất đắc dĩ nương tử nhà tôi, phải tự mình xuống thôn thâu thuế, mới thu được 100 lạng bạc, sợ vẫn chưa đủ, nên phải trở về hỏi vay ông hàng xóm Trương La. Công tử bảnh bao làm ra vẻ đồng tình, hỏi. Đã mượn được chưa? Mượn chưa đủ, phải mượn thêm dù tiền lời cao cũng phải giáng chịu. Thế thì thiệt thòi quá nhỉ. Bổn công tử trước giờ thích làm việc tốt thế này nhé, bổn công tử cho hai vị mượn 500 lạng. Hà, hà. Thanh Thanh vội lên tiếng. Tiểu Vân, không quen biết, sao có thể tùy tiện mượn tiền người ta. Đây cũng là dịp tốt chớ sao thiếu phu nhân, chúng ta về cũng phải mượn, còn chưa biết có mượn được hay không, vì công tử này chịu giúp đỡ. Thanh Thanh ngắt lời. Mượn rồi sau này biết lấy gì trả. Công tử bảnh bao cười. Thì ra tiểu nương tử ngại về chuyện này, vậy thì khỏi lo, bổn công tử vì có nhiều tiền bạc quá, không biết tiêu cách nào cho hết. Nương tử thử hỏi mấy người này coi, người nào cũng đã mượn mấy trăm lạng, nhưng bổn công tử có bắt họ phải trả lại đâu. Một gã mập mặt vàng khè nói. Công tử chúng tôi rất rộng rãi, chỉ muốn chúng tôi đi theo dạo chơi cho có người làm bạn, nên nợ thiếu đều kể như xóa hết. Công tử bảnh bao gắt. Hoàng phì, mi nói bậy gì đó, bổn công tử thương các ngươi, chớ đâu phải thiếu người, mà phải cần các ngươi đi theo cho vui. Gã hoàng phì vội nói. Già già tiểu khả đáng chết, công tử đã có hai vị cô nương này, tự nhiên không cần chúng tôi nữa. Nói xong, mắt gã lộ vẻ tà sắc, Tiểu Vân nghiến răng tức giận, nhưng mặt vẫn tươi cười nói. Có phải công tử muốn nói chơi không, chúng tôi không biết múa đao, múa kiếm, sao có thể sánh cùng công tử dạo chơi được. Công tử bảnh bao cười. Đây là bọn thô lỗ nói chơi mà thôi, đối với hai vị giai nhân, tài hạ đâu dám đường đột. Đương nhiên chúng ta phải chơi trò văn nhã một chút chứ. Tiểu Vân hỏi. Thế nào là văn nhã? Tỉ như uống rượu, ngâm thơ, làm câu đối, hát vài tiểu khúc. Đây là những trò mà bọn cô nương trong ký viện mới biết, chớ chúng tôi là lương gia phụ nữ chính kinh, làm sao biết được. Có một cách chơi, chỉ cần là nữ nhân thì ai ai cũng biết, các vị chỉ cần chơi với công tử một lần, bổn công tử lập tức tặng các vị 100 lạng bạc. Tiểu Vân cười.
Tôi không rõ tại sao trong thiên hạ lại có người tốt như công tử, khi không tặng chúng tôi 100 lạng bạc chắc phải có điều kiện. Công tử Bảnh Bao nói. Có điều cách chơi này, các vị không bị thiệt thòi, cũng không mất miếng thịt nào. Tiểu Vân quay sang hỏi. Thiếu phu nhân nghĩ sao? Thanh Thanh trầm sắc mặt mắng. Nói bậy, nô tài đáng chết từ ngươi không biết liêm sỉ còn dám nói với ta như vậy hả? Tiểu Vân than. Thiếu phu nhân, không phải tỷ nữ không biết liêm sỉ tất phu nhân đã thấy, hôm nay chúng ta không cách nào an nhiên đi qua đây thôi thì gặp sao chịu vậy, dáng chịu trần cho qua còn được tặng thêm 500 lạng bạc. Công tử Bảnh Bao cất tiếng cười lớn. Đúng, vì tiểu nương tử này nhận xét khá rõ, hôm nay bổn công tử ra ngoài tìm vui, may gặp được hai vị, nếu không cho bổn công tử được thỏa mãn vui thích, sao có thể để cho hai vị đi được. Tiểu Vân giao hẹn. Nhưng bạc thì không thể thiếu được chứ. Công tử Bảnh Bao cười cười. Tiểu nương tử chớ nói thế, chỉ cần hai vị ngoan ngoãn hợp tác bên mình bổn công tử có đem theo 400-500 lạng bạc nếu cần tặng luôn hết cho hai vị cũng được. Công tử chớ nói gạt người ta, 400-500 lạng bạc là một bọc lớn, đem theo bên mình không sợ nặng nề bất tiện sao. Công tử Bảnh Bao vẫn cười. Bạc của công tử trước giờ chưa hề đeo theo bên mình, nhưng do người của công tử đeo thì cũng thế. Hồ Bửu, mở bạc ra cho hai vị nương tử coi. Hồ Bửu là một hán tử khác, ăn mặc lối gia đình, trên vai đeo một túi vải dày, vừa mở ra, bên trong đầy ắp một túi bạc trắng xóa. Tiểu Vân cười. Quả thực là bạc công tử, chúng ta không thể làm chuyện này giữa đại lộ. Đương nhiên không thể được, phía trước kia là nhà tài hạ, vào trong đó, có ăn, có uống, chơi cũng thêm tình tứ. Tiểu Vân nhíu mày. Cố nhiên tốt, nhưng chúng tôi cần lên đường gấp, chẳng thể để lỡ thời giờ, hãy nên đi lẻ một chút, mời công tử lên ngựa cùng tôi, chúng ta đi trước một chút được không? Nàng ngồi trên ngựa đưa ra một cánh tay, ngón tay thon nhỏ, vừa trắng vừa mềm mại, khiến vị công tử Bảnh Bao nhìn phải ngẩn người, vội vàng cũng đưa cánh tay ra. Tiểu Vân chụp ngay mạch môn bóp mạnh. Một cái chụp này của Tiểu Vân, dù là cao thủ giang hồ cũng phải tê dại toàn thân, chết nửa thân người. Nhưng vì công tử Bảnh Bao trông như chẳng có bản lãnh gì, nhưng cổ tay như được đúc bằng sắt, không chút hề hấn, bị Tiểu Vân kéo lên ngựa, liền đưa một tay khác điểm huyệt tiếu yêu của Tiểu Vân, nói. Tay của tiểu nương tử mềm mại quá, chỉ nắm trúng cổ tay của bổn công tử, đã kéo đi mất nửa phần hồn của bổn công tử rồi. Bị kéo đi mất nửa phần hồn, chẳng phải là vì công tử Bảnh Bao, mà là Tiểu Vân. Nàng bị công tử Bảnh Bao ôm ghì vào lòng như một xác chết ngơ ngác bất động. Thanh Thanh cho rằng Tiểu Vân đã bắt đầu trừng phạt tên sắc lang, đợi đến khi công tử Bảnh Bao xuống ngựa, nhìn thần sắc Tiểu Vân mới biết không xong. Xem ra một gã Bảnh Bao xuất hiện với tư thái rất dê tục, lại là một cao thủ thân tàng bất lộ, cả nàng và Tiểu Vân đều đã nhìn lầm. Xem ra bọn chúng đứng chờ bên đường cũng có thể là một dự mưu. Công tử Bảnh Bao làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười cười nói với Thanh Thanh, tiểu nương tử, đi thôi, xong việc sớm, lên đường sớm. Các vị chỉ trong một thời gian ngắn, có được 200 lạng bạc thiên hạ làm gì có cách kiếm ra tiền dễ dàng thế. Gã Hoàng Phì cũng cười nói. Chúng ta theo công tử ra lui tới ra vào cả 3 tháng trời, vì tất đã có được số tiền thưởng lớn như vậy. Thì ra đàn bà đẹp vẫn chiếm tiện nghi. Hắn hình như cố ý chọc Thanh Thanh, lúc hắn nói, hắn còn có ý muốn nhào tới, Thanh Thanh nhìn tư thế của hắn, mới biết người này là một cao thủ hiếm có, vì toàn thân trên dưới người hắn, hầu như đều được bao trùm một bức tường vô hình, bảo vệ toàn thân rất kín đáo. Nàng nhìn sang những hán tử khác, họ cũng đều bày ra tư thế chuẩn bị, và mỗi người đều như tỏa ra một bức tường khí thể bao bọc. Thanh Thanh rất bình tĩnh, nàng biết lúc này không thể dối trí được, muốn thoát thân, nhất định phải dùng thủ đoạn và phương pháp phi thường mới được. Lập tức nàng không nói gì, dùng ngựa tiến tới như muốn xông ra. Những hán tử vội vàng đồng thân, nhào tới phía trước ngăn cản, nhưng Thanh Thanh dùng kế lấy tiến làm thoái, nàng quật ngựa một roi dục đi nhanh thêm, rồi thân mình từ trên lưng ngựa vọt lên cao, lao đi rất nhanh như mũi tên bắn ngược lại.
Nàng đã nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn, người đó là hán tử Hoàng Phi cũng đuổi theo tới kịp như ánh điện chớp. Thanh Thanh phóng một cái xa hơn 10 trượng, nhẹ nhàng đáp xuống. Hoàng Phi cũng vừa đáp xuống ngay trước mặt nàng, cười hì hì, hỏi. Tiểu nương tử định đi đâu đó? Thanh Thanh không ngờ thân pháp của hán tử này nhanh như vậy, trong óc nàng thoáng hiện tên một người, buột miệng kêu. Quỷ ảnh tử Hoàng Như Phong. Hoàng Phi mỉm cười. Tiểu nương tử cũng nhận biết phỉ danh hiệu. Thanh Thanh đứng vững thân mình, nói. Các ngươi là Liên Vân Thập Tứ Sát Tinh. Hoàng Phi nói. Đối với nhân vật giang hồ tiểu nương tử cũng rõ quá nhỉ, mấy anh em chúng tôi, chẳng phải là nhân vật có tiếng tăm, vậy mà tiểu nương tử cũng nhận biết. Thanh Thanh cười lạnh. Liên Vân Thập Tứ Sát tuy mới quật khởi giang hồ có mấy năm, mà đã trở thành đại sát tinh trong hắc đạo, nghe danh táng đởm. Hoàng Phì. Chúng ta chuyên làm chuyện, hắc ngật hắc kẻ cướp trần trên đầu kẻ cướp tự nhiên bị oán ghét, nhưng chúng ta cũng có chỗ tốt, những kẻ chúng ta đối phó đều đáng chết, cho nên chưa có ai cho chúng ta là lũ 10 phần ác hiểm, khó lòng tha chết. Thanh Thanh hỏi. Ta không phải người trong hắc đạo, các người nhắm vào ta làm gì? Tiểu nương tử cứ đi theo bọn ta một chuyến sẽ rõ. Thanh Thanh lại nhìn bọn Liên Vân Thập Tứ Sát, nàng nghĩ hôm nay khó thể qua khỏi, vì họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh đệ nhất đẳng, nên nàng khẽ than một tiếng nói. C, ta không muốn theo các ngươi cũng không được. Hoàng Phì cười, mặt núng nính như tượng Phật Di Lạc nói. Hình như chẳng được thì phải. Thanh Thanh lại hỏi. Có phải các ngươi chuyên đến kiếm ta gây phiền phức? Hoàng Phì vẫn cười. Có thể nói như vậy, hành động của tiểu nương tử cũng lẹ lắm, chúng ta phải đuổi theo 7-8 ngày, khó khăn lắm mới đợi được nương tử trên con lộ này. Các ngươi biết ta là ai không? Đương nhiên biết, tuy trước kia tiểu nương tử âm thầm vô danh, nhưng sau khi trở thành phu nhân của thần Đao Đinh Đại Hiệp rồi, thì đã là đại nhân vật rất nổi danh. Không có thể, từ trước đến giờ ta chưa lộ diện trước người nào. Tiêu chuẩn nhận định đại nhân vật của chúng ta không giống bọn thế tục. Kẻ khác vì danh mà biết người, chúng ta vì người mà biết danh. Tiểu nương tử đủ tiêu chuẩn để trở thành đại nhân vật, nên chúng ta mới tìm đến để được thân cận một phen. Trên giang hồ có rất nhiều kẻ có hư danh, tuy nhiên tiếng rất vang dền, chúng ta vẫn chưa thèm tiếp xúc thân cận. Thanh Thanh cười. Có thể kể vài tên cho nghe được không? Hoàng Phì cười. Được chứ, kể ra thì nhiều lắm. Người khác thì không nói, lấy ngay tên Liễu Nhược Tùng, đệ tử tổng quản trong nhà nương tử cùng mấy tên tề danh với hắn như Lục Trúc, Hồng Mai, Tuế Hàn Tam Hữu, tiếng tăm chẳng nhỏ, nhưng chúng ta coi như bọn thổ kẽ hóa cẩu, không xứng đáng chúng ta đoái nhìn một cái. Thanh Thanh. Nói vậy, các ngươi đã đề cao ta quá rồi. Người được chúng ta để ý, chẳng phải tầm thường. Ta thực sự không rõ là cao hứng hay di hám. Cao hứng là chúng ta, còn di hám là tiểu nương tử. Các ngươi muốn ta làm gì đây? Vấn đề này hỏi rất có ý ngã tiểu cô nương tử mình không rõ, sao chúng ta rõ? Vì không rõ nên mới đặt ra câu hỏi. Tiểu nương tử hỏi ta biết đi hỏi ai đây? Đương nhiên đi hỏi kẻ chủ sự của các ngươi, ta tin rằng, chẳng phải các ngươi tự ý kiếm ta gây phiền phức. Đích thực chẳng phải chúng ta cũng không có người chủ sự, chúng ta chỉ nhận được một phong thư thông chi cùng lời hứa 5.000 lạng hoàng kim, chỉ cần chúng ta đưa tiểu cô nương đến một nơi họ định sẵn sẽ được đổi lấy 5.000 lạng hoàng kim. Người trao hoàng kim là ai, các ngươi biết chứ? Không biết, chúng ta chỉ biết hoàng kim, không cần biết người. Các ngươi biết chắc có thể nhận được 5.000 lạng hoàng kim. Chúng ta chưa hề làm chuyện mà chưa nắm vững, cũng tin rằng chưa có ai dám qua mặt chúng ta. Thanh Thanh bỗng cười nói. Hoàng Như Phong, ngươi đã lầm rồi, ngươi nên theo Bạch Tuyết Nhi của ta học hỏi thêm. Bạch Tuyết Nhi là vị cao thủ nào? Bạch Tuyết Nhi không phải là người, mà là con mèo thuộc giống ba tư ta nuôi, toàn thân lông trắng như tuyết, không pha một sợi lông màu nào. Cái đó không cần ta đi thảo giáo, để ta gọi lão ngũ của chúng ta đi.
Vừa nói hắn vừa chỉ một hán tử cao gầy, mặt trết cằm lẹm, hai tai vểnh lên, trông giống mặt một con mèo, rồi hắn nói tiếp. Lão ngũ của chúng ta tên gọi Miêu Nhi Thiểm, người mặt mèo, ai nhìn qua một lần đều không quên được. Thanh Thanh nhìn hắn một cái rồi nói. Muốn quên gương mặt của hắn cũng rất khó. Miêu Nhi Thiểm nói. Người được ta nhìn qua ta cũng không quên vì ta luôn thích để lại trên mặt người đó một ký hiệu. Dứt lời, trên tay hắn đã mang sẵn một cặp bao tay, đôi bao tay này chỉ che kín nửa bàn tay, các đầu ngón tay đều có móng vừa bén, vừa nhọn, vừa dài, giống như móng chân mèo. Lúc nói, hắn còn đưa móng nhọn lên cao, khua chụp vài vòng. Hoàng Phi cười nói. Lão ngũ của chúng ta thích có một chuyện, đó là ăn thịt mèo, cũng vì ăn nhiều quá, nên chẳng những mặt dài giống mèo, cả tính tình thói quen cũng bị cảm nhiễm giống mèo. Nếu Bạch Tuyết Nhi của cô nương có vấn đề gì, nên hỏi thăm hắn mới đúng. Miêu Nhi Thiểm hỏi Thanh Thanh. Mèo của cô nương được hai cái. Thanh Thanh cười. Đương nhiên là mèo cái. Miêu Nhi Thiểm lắc đầu. Mèo cái thịt chua quá, không ngon. Thanh Thanh nói. Bạch Tuyết Nhi của ta tuy thịt không ngon, nhưng trí tuệ rất cao. Đủ có thể dạy các ngươi rất nhiều điều hay, nhất là ngươi. Nàng chỉ Hoàng Phì, nên hắn hơi ngẩn người, cười hỏi. Nó có thể dạy ta những gì? Thanh Thanh cũng cười. Mỗi khi ta cười, kêu nó lại, nhất định nó không tới. Tại sao vậy? Vì nó biết đó là lúc ta muốn kiếm nó để xả hơi bực tức. Vừa dứt, đột nhiên hai ngón tay nàng như hai cái móc câu sắc bén, nhằm đôi mắt của Hoàng Phì. Hoàng Phì đưa tay lên chụp được cổ tay nàng, cười nói. Cái trò này, ta thấy nhiều rồi. Sắc mặt hắn chợt lộ vẻ nhăn nhó, đau đớn, công lực bên tay phải Thanh Thanh từ trước bụng hắn rút về, trong tay có thêm một mũi chùy thủ còn dính máu. Rồi nàng cũng cười nói. Cái trò này, có thể ngươi chưa thấy qua. Sao 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 sao? Hoàng Phì đưa tay bịt vết thương trước bụng, không nói được câu nào. Lúc đó, gã công tử Bảnh Bao từ trên lưng ngựa quay mình lại nói. Hoàng Phì, tại sao ngươi trước sau vẫn không học được kinh nghiệm gì, đây là lần thứ mấy ngươi ăn đòn của đàn bà. Hoàng Phì gượng cười. Hai, lần thứ hai. Công tử Bảnh Bao cười lạnh. Lần thứ nhất là ngươi không phòng bị, lần thứ hai này là ngươi không biết lưu ý. Dạ tiểu nhân ngu quá. Công tử Bảnh Bao quay sang Thanh Thanh cười lạnh lùng nói. Đinh phu nhân, ta thành thực mời phu nhân đi một chuyến, hy vọng phu nhân hợp tác. Giả như ta không hợp tác, phu nhân sẽ phải hợp tác trừ phi Bạch Tuyết Nhi của phu nhân không đủ thành thực, hoặc giả nó là con mèo đại ngu. Mèo của ta có quan hệ gì? Chẳng quan hệ gì, chẳng qua bước chân mèo đi rất nhẹ, lúc nó tới sau lưng phu nhân mà phu nhân không hay biết. Trước mắt Thanh Thanh, đột nhiên không thấy Miêu Nhi Thiểm vừa định quay đầu, thì trên mặt bỗng chạm một vật sắc bén lạnh lạnh, đó là móng mèo. Tâm thần nàng sơ ý một chút, chân khí phân tán, đã bị đối phương điểm trúng huyệt đạo giữa lưng. Lúc Thanh Thanh và Tiểu Vân chưa nổi tiếng, trước kia thỉnh thoảng họ có ra chơi ngoài nhân gian, thường gặp một số thiếu niên khinh bạc chọc ghẹo, kết quả bọn chúng bị xui xẻo, nhưng lần này bị xui xẻo lại là hai người họ.